Giới thiệu với các bạn đó, đây là cái viên đá mà theo Quân 3 năm nay trên con đường bất động sản cũng như là con đường tìm hiểu về Phật Pháp và một số cái yếu tố về tử vi. Ở giai đoạn đó, đó thì Quân chưa có hề tìm hiểu gì về phong thủy. Và phong thủy là chủ yếu là các anh lớn ở trong bất động sản đó, là truyền dẫn và truyền đạt cho Quân, dẫn Quân đi theo, rồi chỉ cho Quân những cái lý do kiên kỵ này kia các cái thôi. Chứ nếu mà nói về tử vi thì Quân tin tưởng hơn. Tại vì Quân quan điểm tử vi là một môn khoa học. Và các thầy, hầu hết các thầy ở trong chùa đều rất là giỏi tử vi. Viên đá này may mắn lắm các bạn, may mắn nhiều lắm. Nó đưa cho Quân rất là nhiều cái cơ hội và cái duyên được ngồi với những người trao cho mình kiến thức, trao cho mình giá trị cuộc sống, cũng như là họ là một cái người chỉ điểm mà Chúa đã trao đến cho mình, Phật đem đến cho mình. Quân có nhiều thứ thay đổi trong cuộc đời rất là nhiều từ khi Quân nhận được viên đá này. Viên đá này là anh Kim Hoàng, ảnh tuyệt nhiên yêu thích và làm lại một chiếc nhẫn khác. Đó là chiếc nhẫn mà Quân đang ghép trong clip này để mà tặng riêng cho Quân. Đây chắc đúng là một cái duyên đó, là một dấu hiệu đó các bạn. Rồi các bạn cứ theo dõi tiếp ha, vì hành trình hoàn thành cái chiếc nhẫn như thế nào là Quân ghi rõ ràng lại hết. Đây là một cái nhật ký vlog của Đá Quý Thiên Nhiên Nguyễn Quân. Xin chào mọi người, bây giờ là Quân đang quay lại cái một cái video làm tư liệu về một cái chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn mà anh Thợ Kim Hoàng của Quân á, làm cho Quân cái chiếc nhẫn riêng cho cái chiếc hộp. Một cái hộp rất là đẹp mà được cái nhà sư từ Sri Lanka về tặng cho Quân. Để Quân lấy cái hộp vô cho mấy bạn coi ha. Đây. Đây là cái nhẫn đây. Thì Quân sẽ lấy cái hạt cho các bạn coi nè. Đó. Nó không phải là peridot nha các bạn. Một cái hạt rất đặc biệt. Nếu mà mình nói về tâm linh một tí đó thì mình sẽ thấy nó rất là lạ ở chỗ này nè. Ngày xưa lúc mà Quân sở hữu cái hộp này đó, nó không có giọt nước ở bên trong. Và sau một thời gian Quân dùng á, Quân để bên mình á, lúc nào cũng ở bên mình Quân hết, thì ở bên trong xuất hiện một cái giọt nước. Chút xíu nữa Quân sẽ quay riêng cho các bạn coi cái giọt nước đó như thế nào. Hiện tại thì ở trong cái video này á, nó dơ quá. Nó dính dầu tay và mồ hôi này kia, nó không có đẹp. Thôi mà quy trình này á, là mình sẽ làm hoàn chỉnh cái chiếc nhẫn này và Quân quay video đầy đủ về chiếc nhẫn này cho các bạn xem ha. Rồi ha, đây là phôi đúc nha quý vị. Thì sáng giờ Quân bận ở bên xưởng mài đó cho nên Quân không có qua đây. Rồi anh cũng nhận một số cái hạt tấm vào trong cái phôi rồi. Thì phôi này chỉ còn có đánh bóng nữa thôi. Giai đoạn bắt đầu mình làm đẹp đó các bạn, có nghĩa là loại bỏ bao bì trên thân nhẫn ha. Rồi mình gắn hộp. Sau khi mình lấy bao bìa xong, bây giờ mình làm láng. Hay là đi học nghề? Rồi dự định làm tới khi nào anh nghỉ hôn? Hay là anh
anh về QNG anh làm luôn, về làm chủ tịch hội đồng quản trị nha. Chứ từ năm 92 tới giờ là bảo đảm là bây giờ là đại gia rồi đó. Để mà làm bóng làm đẹp á là mình phải đổi nhiều cái đầu lắm, nhiều cái đầu lắm á. Nó đang hoàn chỉnh lên rồi đó quý vị. Đổi rất là nhiều bánh xe. Thì chỗ nào láng thì láng, chỗ nào sần thì sần, đúng không? Sần tạo đồ sần cho nó cũng đẹp nữa. Giống như là cùng là một màu thì nó sẽ có chỗ màu nhám, chỗ màu bóng vậy đó. Hồi nãy là mình nói về cái hành trình năm 1992 của anh Đạt rồi. Bây giờ mình nói tiếp cái hành trình năm 2020 của anh Đạt. Anh Đạt có đồng ý nữa không? Đó, mà phải bo như vậy đó mấy bạn. Chứ không cũng không có đơn giản mà như mình nghĩ đâu, làm khó lắm á. Quay cái hộp này nè, với lại phần thô của chiếc nhẫn này thì hôm nay nó hoàn thiện rồi. Cái hộp này nó theo Quân 3 năm mà nó đem lại cho Quân rất là nhiều may mắn và động lực trong cuộc sống. Đây là một cái viên đá chủ được một nhà sư ở Sri Lanka về tặng cho Quân. Thì thầy cho Quân 3 viên hồng, xanh la, lá cây và màu đen. Thì Quân chọn cái viên này là viên nhỏ nhất để đó, con đeo. Thì Quân giữ nó bên mình mà không có làm nhẫn làm gì hết đó cho đến khi anh gặp được anh Đạt Ngô thì phát ra cái ý tưởng là làm QNG Silver. Vì là Quân có nguồn đá đá thô rồi và đá thiên nhiên nữa. Cho nên mấy anh em liên kết nhau làm nhẫn, làm để mà bán đá thiên nhiên. Đó thì anh làm tặng Quân chiếc nhẫn này. Mọi người có gì comment cho xin ý kiến nha. Đẹp lắm á, theo Quân nghĩ là đẹp lắm á, rất là đẹp. Và nó rất là hợp với Quân, nó nhỏ lắm và nó vừa tay lắm. Để Quân đeo vào ha. Tay nhiều da, bàn tay nhiều da đây thì che rất là nhiều khuyết điểm. Bàn tay U40 theo năm tháng đẹp ha mọi người ha. Rồi xin kết thúc video nha, cảm ơn anh Đạt Ngô và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.